Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay giày nam.com xin giới thiệu đến các bạn một mẫu giày thể thao cao một lỗ mang mã số 715759, và sản phẩm này thì có hai màu, màu nâu và màu xanh đen, giúp các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn. Và hãy cùng giày nam.com đi vào từng chi tiết của sản phẩm để khi đang tận mắt tận tay trải nghiệm sản phẩm 712759 này, các bạn có thể nhìn tổng quan sản phẩm trên tay tôi. Đây là màu nâu, được sử dụng bằng 100% da bò, mềm mại, độ đàn hồi cao, các bạn có thể nhìn thấy độ lỗ rất là đều đặn, li ti nhỏ, đem lại sự thoáng mát, dễ chịu khi bạn đi. Sự kết hợp giữa hai tông màu nâu đậm hơn một chút, các bạn có thể nhìn thấy đây, tạo điểm nhấn phá cách cho đôi giày này, cùng với những đường chỉ khâu nổi màu trắng trên nền da, các bạn có thể nhìn thấy đây, đem lại sự trẻ trung cho đôi giày thể thao đồ lỗ này. Đế đúc cao su màu trắng êm bền cùng các họa tiết chống trơn trượt, giúp các bạn di chuyển dễ dàng. Và phần gót này là phần kích điện, đầu nến cao su khác màu. Và độ cao của đôi giày này các bạn có biết là đem lại cho các bạn bao nhiêu không ạ? 6cm. 6cm sẽ giúp các bạn cao lên rất là nhiều đúng không ạ? Lớp lót bên trong các bạn có thể nhìn thấy đây, dòng cao cấp của hàng GOG là một thương hiệu rất là nổi tiếng của hàng thủ công đối với giày cao. Bạn có thể nhìn sang bên màu xanh đen này, lòng chân này giúp các bạn đem lại sự thoải mái. Có thể nhìn kỹ vào bên trong, lớp lót bên trong được sử dụng bằng da bụng thấm hút mồ hôi, đường chỉ khâu màu vàng tinh tế, giày nam.com hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0912698523 để hiểu thêm về sản phẩm cũng như các chính sách ưu quyền ưu đãi tại giày nam.com. Chúc các bạn có sự lựa chọn hoàn hảo cho riêng mình. Cảm ơn các bạn.